Mua bim bim cho chị đi. Không, đây là bim bim khổng lồ. Ồ, chị chế là thành bim bim que thế này đấy. Em thử xúc xích à? Giống hình xúc xích đúng không? Bon Bon TV. Ai mua bim bim que đây? Ai mua bim bim nào? Hôm nay trời nắng như này không biết tụi trẻ nó có ăn bim bim không nữa chứ. Nào mua cho mình nhỉ? Ai mua bim bim đây? Lâu rồi mình mới được mẹ cho tiền mua đồ ăn vặt. Nhưng không biết hôm nay có ai bán đồ ăn vặt không nhỉ? Đây, tiền thừa của em đây, chị gửi nha. Mình mua 5 que mà. Sao vậy? 5, 10 thì 5 bằng 5. Chị ơi! Ơi? Chị trả em? Chị trả em thừa. Ok à? Chị trả em tiền thừa. À ừ đúng rồi, chị nhầm. À, 10.000 đúng không? Em mua 5 que là hết 5.000 nữa rồi, chị phải giá lại em 5.000. Chị lại giá lại em 7.000. Em tốt thế, chị cảm ơn nhá. Ừ. Ừ, chị chào em nhá. Bye bye, bye, bye. Ừ. Mày thế, hôm nay suýt mất 2.000. Thằng bé tốt thật. Mình giá thừa cho nó mà nó gọi mình giá lại. Ai mua bim bim ơi? Ai mua bim bim nào? Ai mua bim bim đây? Ai mua bim bim nào? Bim bim vừa ngon vừa rẻ đây. Cô gì ơi, cô gì ơi? À, ông. Cô ông bà bán cái gì đấy? Ông ơi, cháu bán bim bim que ông ạ. Bim bim que là cái gì đấy? Đây ông này, bim bim này nó có hình giống xúc xích á. Bọn trẻ nó thích lắm. Hôm nay cháu làm như này cho đi bán, cho bán được 1 năm que rồi đấy. À, đây giống cái xúc xích cô nhỉ? Vâng, giống xúc xích ông ạ. Nhìn không kỹ là nghĩ xúc xích đấy, nhưng mà thực ra nó là bim bim đấy ông ạ. Cô bán nghìn mấy cái? À quên, mấy nghìn cái? Cô bán 1.000 một cái ạ. 1.000 à? Vâng. Bây giờ tôi mua cả chỗ này là bao nhiêu? Ô, ông mua cả, ông có ăn hết không? Tôi có thùng này tiền không biết là bao nhiêu, tôi cũng không đếm được. Cô thử đếm xem bao tiền cô lấy cho tôi bấy nhiêu cái. Tôi đếm hộ ông nha. Khổ thế đấy cô ạ, giờ già rồi lầm cẩm lắm. 1.000 này, 2.000 này, 3.000 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ông ơi, ông có 9.000 không ạ? 9.000 mua có hết được cái chỗ này không cô ơi? 9.000 ạ, 9.000 là 1.000 một cái, 9.000 là được 9 cái thôi không ạ? 2, 4, 6, 8, 9 cái. Ông không mua hết được chỗ này đâu không ạ? Rồi thế thì... Thôi, thế tôi mua 2 cái thôi. Ông mua 2 cái thôi ạ? Tôi tưởng mua được hết, tôi bê cả hộp về cho bà nhà tôi chứ. Thế ạ? Ừ, thế thôi, tôi mua 2 cái thôi cô ạ. Vâng, ông ơi, ông lấy màu gì ạ? Tôi lấy mỗi thứ một màu đi. Vâng, thế mỗi thứ một màu ạ. Đây, 2 màu của ông đây ạ. Thôi, cảm ơn cô nhá. Vâng, ông ơi, tiền thừa của ông này, cho lấy 2 nghìn. Ông ơi, ông mua về, ông ăn hay ông mua về cho cháu đấy hả? Tôi mua về cho cháu chứ tôi có còn cái răng nào đâu. Mà ăn được cái bim bim này. Nha, cảm ơn cô thế nhá. Thôi ông ạ, thôi cháu biếu hai ông bà nhá. Cháu biếu hai ông bà 2.000.
ai quen, ông không lấy tiền của ông nữa. Cô bán hàng thì cô phải lấy đi chứ. Thôi ạ, thôi, ông cũng giống như bố mẹ cháu thôi, ông bà nhà mà dám biết ông hay quen. Cháu đi bán rồi, tối là cũng hết chỗ này đấy. Rồi rồi, thế tôi xin cô nhá. Vâng. Cô tốt quá. Tôi chúc cô bán hàng là nhanh hết nhá. Vâng ạ, tôi chào ông nhá. Rồi, tôi cảm ơn cô. Vâng, con đi đây ạ. Rồi, chào cô nhá. Cô bán hàng ở đâu mà tốt thật đấy. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.